Cứu con má ơi. Đúng rồi. Ui già đau quá má ơi. Mày không hát được đâu con trai. Dám xâm nhập địa bàn của bọn tao hả? Hãy coi đây. Chân tay. Hả? Trời, mày hả Peter? Lâu quá không gặp. Nếu mà không có mày thì tao sẽ ăn đòn sách bạch lờ luôn rồi. Hay, hiểu lầm cả thôi. Thật ra đó là mấy anh em sườn mù của tao đó. What the hell? Gì mà mua mua nghe ghê vậy ba? À, ý tao là đỉnh mù sương đó. Tụi tao toàn là những cao thủ, đủ nhân lên đây để săn tụi lâm tặc phá rừng nè. À đù, thì ra là vậy. Ủa, mà sao mày lại ở đây? Thì con vợ tao bữa giờ nó nổi chứng mê bad boy, tối ngày cứ có chắc yêu là đây, bên hào ở miền Tây không à. Xong còn chê tao bất tài, rồi đuổi tao ra khỏi nhà luôn. À đù, tưởng gì? Vậy thì mà trở thành bad boy là được thôi mà. Nhưng mà cách nào chứ? Thì bây giờ tao sẽ chỉ cho mày ba tuyệt kỹ đỉnh cao để trở thành bad boy đây nè. Hả? Đỉnh cao cô gái là một bad boy thì mày sẽ phải tập làm quen với việc bị gái cua đi. Cái gì? Tụi con gái chủ động cua mình sao? Đúng vậy, bởi bad boy có đủ hai yếu tố mà cô gái nào cũng muốn. Đó là ngoài thì đẹp trai, trong thì lắm tiền. Trời má, hay thật. Không ngờ mày làm anh lên ghê. Mua nhà mua xe đủ cả. Có gì đâu chứ, gái mua cho tao đó. Á chù, trước giờ tao nghe bao gái thôi, chứ có nghe gái bao hồi nào đâu. Vậy mới hay, cái này phải xài đỉnh cao làm tiền. Sau khi đã làm quen xong thì chắc chắn các cô nàng sẽ tìm cách để giữ chân anh em chúng ta, nên lúc này sẽ là lúc chúng ta làm tiền. Hả? Mới đây mình đã yêu nhau được một ngày rồi, khi nào mình cưới hả anh? Baby à, thật ra mình gặp được nhau cũng là cái duyên rồi, nhưng có duyên thì cũng phải có nợ nữa, mà hình như mình chưa có nợ. Anh nói vậy là sao? Thì bây giờ em cho anh mượn 1 tỷ là có nợ thôi đó mà. Á đù, ghê thật. Vậy sao cô từ chối được chứ? Chứ sao, bây giờ làm gì cũng phải dùng cái đầu. Đỉnh cao chia tay. Nguyên tắc của một bad boy là không được yêu một người quá 6 tháng. Nhưng khi chia tay là phải tinh tế, để cô ấy cảm thấy việc chia tay là cần thiết và vui vẻ chấp nhận. Cái gì? Sao lại chia tay chứ? Tại anh mới mổ ruột thừa đó. Là sao? Mổ ruột thừa thì liên quan gì tới chuyện chia tay chứ? Thì tại mổ xong thì anh bị thay lòng đổi dạ luôn rồi. Chứ anh cũng đâu có muốn đâu. Tại bác sĩ đó. What the hell? Trời má, công nhận đúng là điển cao thật. Đó, thấy chưa? Vừa có tiền, vừa có gái mà vẫn được tự do. Đâu có như mày, đi đâu cũng phải xin vợ. Anh đây rồi. Tưởng lừa tiền của tôi là dễ đó hả? Cứu tao đốc trọc ơi. Bà mẹ, sao cua mày mạnh quá vậy ba? Mày quên tao là bad boy hả? Mà quan điểm khi yêu của bad boy là tao yêu nhầm còn hơn bỏ sót đó. Á chị. Baby à, chị tài sớm bớt đau khổ. Em cho anh tự do đi mà. Muốn tự do chứ gì? Được rồi, tôi sẽ thả anh tự do từ trên đỉnh mù sương này xuống. Hả? Này thì bách tôi nè, tôi như được quyền cảnh sát bắt ra nè. Đỉnh mù sương, bom tấn Việt Nam được mong chờ nhất trong tháng 7 này, với sự tham gia của 3 ngôi sao võ thuật châu Á, Peter Phạm, Trương Đình Hoàng và đặc biệt là Simon Cook. Bộ phim sẽ mang lại cho bạn những pha võ thuật đỉnh cao, những tình huống hành động nghẹt thở và khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình. Còn chần chờ gì nữa, ra rạp và thưởng thức ngay thôi nào. Đỉnh mù sương xuất chiếu đặc biệt từ 19 giờ ngày 16 tháng 7 và công chiếu vào ngày 17 tháng 7 tại các cụm rạp trên toàn quốc.